Và hôm nay Khánh Giao đến từ quận Hoàng Ba. Nếu biết từ trường đại học Hoàng Hóa Học Hồ Chí Minh. Tụi mình đang tham gia cuộc thi Tự thật sự việc năm 2020 sẽ giới thiệu đến các bạn di tích lịch sử gốc gia học. Tầng này là tầng chúng ta đang đứng, đây là cái tầng trên. Ở đây là có cái hầm mộ đó, ngày xưa đó là vũ khí chứa vũ khí và con người để chuẩn bị đọc chiến công. Ở tầng này tôi đang đứng đây này, và ở dưới đây là cái hầm chứa vũ khí các loại. Như vậy để chuẩn bị cho đọc chiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968, Bộ Chỉ huy Quân sự phân khu 6 chỉ đạo lực lượng biệt động xây các hầm bí mật trong nội ô để chứa vũ khí và hải quân. Đây là hình ảnh các đồng chí trong Bộ Chỉ huy Quân sự phân khu 6. Đây là ảnh đồng chí Trần Hải Phụng, Ủy viên trưởng Chỉ huy Quân sự phân khu 6, đồng chí Nguyễn Đức Hùng, Ủy viên là Tư Trung, Chỉ huy phó, đồng thời là Chỉ huy trưởng lực lượng biệt động Sài Gòn. Và các đồng chí trong Bộ Chỉ huy, đồng chí Trần Văn Lai, bí danh là Mai Hồng Quế, đồng chí Lai mua căn nhà 287/70 Phan Đình Phùng, nay là đường Nguyễn Đình Chiểu, và tàu hầm bí mật trong nhà. Trong giai đoạn trên, đồng chí Lai làm cho công ty điện trợ Trung Tâm của Mỹ, đồng thời đồng chí làm công chức độc lập với nhiệm vụ là thiết kế các rèm màn treo ở dưới này. Đêm mùng 1 rạng ngày 2 Tết Mậu Thân, tức ngày 31 tháng 1 năm 1968, 17 chiến sĩ đội 5 thuộc lực lượng biệt động thành tập kết tại đây nhận vũ khí và tiến công dinh độc lập. Đây là ảnh tòa nhà trong dinh độc lập bị B-40 của biệt động bắn. Đây là tòa nhà 56 tập quân và chiến đấu đến dinh độc cuối cùng. Đây là 17 chiến sĩ tham gia trận tiến công Tết Mậu Thân năm ta. Thì trong trận tiến công Tết Mậu Thân đó là 10 đồng chí của chúng ta đã hy sinh tại đó, 7 đồng chí bắt giam tại Côn Đảo. Hiện nay là còn 64 đồng chí này, đó là đồng chí Ngôn, đồng chí Đức, đồng chí Hòa và đồng chí Trịnh Nghĩa. Như vậy vũ khí được chứa tại căn hầm này được vận chuyển chủ yếu từ căn cứ Thái Lý đi về để qua mắt kẻ địch. Đây là một trong những phương thức vận chuyển. Đây là cái tấm phản mà ở dưới nông thôn này chúng ta thấy là ba cái tấm phản này ghép vào cái con cửa, nó là thành cái dụng cụ hiện nay ở dưới nông thôn vẫn còn. Chúng ta sẽ dọc cái tấm phản này ra, khoét các cái lỗ tương tự với các hình vũ khí, bỏ các loại vào, sau đó gấp lại, xe bò chở ra quốc lộ 22 dừng xe lại trở về đây đánh dấu trên đây. Đây là thứ hai là di tích lịch sử hầm chứa vũ khí của biệt động Sài Gòn tiến công dinh độc lập năm 1968, được công nhận là di tích lịch sử văn hóa quốc gia ngày 16 tháng 11 năm 1968. Như vậy các hầm này được đào trong khoảng 8 tháng với chiều dài là 8 thước, chiều ngang là 1m4, chiều cao là 1m9. Trong khoảng từ năm 1966 đến 1968, nơi đây được vận chuyển về cất giấu gần 2 tấn vũ khí các loại.
của quân đội Mỹ. Và hàng nhập khẩu này nó có vẻ chắc chắn hơn so với loại vũ khí của phe chủ nghĩa xã hội. Đây cũng là một chiến tích mà của quân ta đã thu thập được khi mà chiến thắng. Đây là cây đúng 10. Thực chất cái này nó có cái gì không đằng sau nữa. Đây, uống vào cái quả đạn. Những cái quả đạn cây đúng 10. Giật cái nụ xè ra, cầm trên tay 20 giây rồi mới quăng. Ừ. À, cái chỗ đó đón được không? 20 giây xong mới nổ. Đúng. Lý do nếu mà chúng ta quăng liền thì phải được chụp lại đó, thì mình là mình chết trước. Trên tầng này chứa rất nhiều vật dụng đã được sử dụng cũ kỹ và lưu lại trên tầng gác mái.